Và thưa quý vị, một vụ nổ súng đã xảy ra trong cuộc thi chơi game điện tử ở Florida. Ít nhất 4 người đã bị thiệt mạng. Một tay súng đã bắn chết 4 người và làm bị thương 10 người khác vào Chủ nhật ngày 26 tháng 8 tại một giải thi đấu trò chơi điện tử đang được phát trực tuyến từ một nhà hàng ở Jacksonville, tiểu bang Florida. Văn phòng cảnh sát trưởng Jacksonville cho biết nghi can đã chết tại hiện trường. Đội cứu nạn khẩn cấp và thực thi pháp luật được gọi đến Jacksonville Landing là khu thương mại bao gồm cả nhà hàng và khu giải trí bên bờ sông. Vụ nổ súng diễn ra trong khu vực dành riêng cho những người tham gia thi đấu trò chơi trực tuyến có tên là Madden 19 tại quầy bar GLHF dành cho những người thích chơi game bên trong một nhà hàng mang tên Pizza Chicago. Vụ nổ súng tại Florida mới đây nhất này xảy ra đang lúc có các cuộc tranh luận về luật súng đạn của Hoa Kỳ, vốn được đưa ra sau vụ thảm sát vào tháng 2, khiến 17 người bị thiệt mạng tại một trường trung học ở Parkland, tiểu bang Florida.